Chào, rất vui được gặp lại các bạn. Nội dung của video này mình chia sẻ với các bạn đó là cách bảo quản và sử dụng sữa mẹ lâu dài cho bé. Thì cái nội dung này nó sẽ rất hữu ích với những bà mẹ mà đã quay trở lại với công việc. Thế là thời gian ban ngày chúng ta đi làm, buổi tối mới ở nhà với bé, và chúng ta vẫn muốn cho bé được tiếp tục bú sữa mẹ. Và những cái bà mẹ chúng ta sử dụng cái phương pháp kích sữa bằng cái việc vắt hút sữa này, rồi cho trẻ bú sữa mẹ qua bình, hay là trong cái thời gian đầu khi mà sữa mẹ nhiều, bé bú không hết mà lúc này mẹ nhiều sữa, mẹ muốn dự trữ cái lượng sữa này lại để khi mà bé lớn hơn cái nhu cầu sữa nó nhiều hơn cho bé sử dụng, hay là chúng ta sẽ sử dụng vào cái việc đó là chế biến các cái món ăn dặm cho bé từ sữa mẹ. Trước tiên các bạn cần nhớ nguyên tắc chung nhất trong cái việc bảo quản và sử dụng sữa mẹ cho tốt, đó là nguyên tắc vệ sinh. Tức là chúng ta phải tuyệt đối giữ vệ sinh tốt trong cái quá trình bảo quản sữa mẹ, và sau đó là cái quá trình giã đông để sử dụng sữa mẹ. Bởi vì là sữa mẹ nó rất dễ bị nhiễm khuẩn. Nếu chúng ta không làm tốt cái biện pháp giữ vệ sinh này thì cái sữa nó có thể bị nhiễm khuẩn, trẻ sử dụng vào có thể bị tiêu chảy, nên là nó gây nguy hại cho sức khỏe của trẻ. Như các bạn biết đó là sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Chúng ta luôn muốn cho con mình được sử dụng sữa mẹ càng lâu càng tốt. Và thực tế thì cái việc sử dụng sữa mẹ nó cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của trẻ. Nên chúng ta cũng cần thiết trong cái việc đó là nắm bắt được các cái kỹ thuật, cái phương pháp bảo quản sữa làm sao cho tốt và sử dụng đúng cái loại sữa bảo quản này để có thể đạt được cái hiệu quả tốt nhất trong việc nuôi con bằng sữa mẹ. Cụ thể vẫn đi vào từng trường hợp. Tức là cái trường hợp đầu tiên mà mẹ muốn trữ đông ngay sữa của mình để dành cho sử dụng sau này khi bé lớn hơn, hoặc những cái mục đích khác như là chế biến món ăn cho bé từ sữa mẹ, hay là để cho dành cho những cái dịp không may mà chúng ta bị ốm phải sử dụng thuốc không cho trẻ bú được, thì vẫn đảm bảo là trẻ được bú sữa mẹ liên tục mà không phải sử dụng một loại đồ ăn thay thế nào khác. Thì nguyên tắc mà các bạn cần nhớ trong cái việc trữ đông sữa này, đầu tiên đó là sữa hút xong chúng ta ngay lập tức trữ đông luôn là tốt nhất. Đấy, chúng ta sau khi hút sữa này, sau khi đưa vào các cái túi riêng, các cái túi zip, túi tiệt trùng mà có chia theo từng cỡ, trung bình khoảng 200ml một lần đấy. Chúng ta sẽ chia tùy theo cái cỡ bú của con mình theo từng để so nó tiện sử dụng. Thì sau khi đưa vào cái túi này xong, chúng ta sẽ ngay lập tức cấp đông luôn. Trường hợp mà bạn muốn để lại trong ngăn mát tủ lạnh để xem trong ngày bé có sử dụng hết không, mà chưa muốn cấp đông ngay, thì thời gian mà bạn có thể để trong tủ lạnh lâu nhất trước khi cấp đông nó là 48 giờ. Quá 48 giờ mà bé chưa sử dụng cái sữa trong tủ lạnh này thì chúng ta sẽ không cấp đông được nữa. Đấy, chúng ta chỉ có thể sử dụng tiếp vào ngày hôm sau cho bé, hoặc là bỏ đi, chứ chúng ta không được cấp đông cái sữa này nữa. Nó không còn đủ an toàn cho cái việc cấp đông sữa cho trẻ. Nguyên tắc thứ hai đó là chúng ta sẽ không trộn cái sữa đã đông rồi với cái sữa mới. Bởi vì có một số trường hợp như thế này, khi mà một cữ sữa mẹ hút được khoảng 200-250ml sữa, mà một cữ bé sử dụng trung bình là từ 180-200 chẳng hạn, tức là cái lượng sữa còn lại khoảng nó không đủ cho một cữ. Nếu bạn muốn trữ đông nó ngay thì bạn cũng sẽ cho vào túi riêng và đưa vào hộp trữ đông. Chúng ta sẽ không bổ sung thêm cái sữa mới ở cái cữ sữa sau vào cái túi trữ sữa đông đấy, mà chúng ta cũng không lên đó là tức là lần sau để ở cái ngăn mát tủ lạnh này, sau đó đến cái cữ sữa sau chúng ta đổ thêm vào để trữ đông, cũng không khuyến khích cái việc này. Bởi vì cái thao tác mở ra mở vào của cái túi đựng sữa này, hay là đổ từ cái dụng cụ này sang cái dụng cụ khác, nó làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn cho cái loại sữa, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn cho sữa. Là chúng ta làm càng nhiều lần cái động tác mở ra mở vào của cái bình hút sữa, hay là đổ thêm vào hay là ra đó, thì
chúng ta càng có tăng cái nguy cơ đưa vi khuẩn xâm nhập vào cái sữa này hơn. Nên là chúng ta sẽ không khuyến khích các mẹ như là dự trữ dồn sữa lại để sau đó cấp đông. Nếu mà làm cái việc này thì các bạn phải làm hết sức cẩn thận và giữ vệ sinh để đảm bảo tốt nhất cho cái dòng sữa để cho bé. Còn nếu các bạn đã cấp đông luôn một lượng nhỏ ban đầu rồi, đấy, thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục để như thế, chúng ta sẽ không mở cái túi đấy ra để đổ thêm một cái lượng sữa mới vào cho nó đầy cái túi, chúng ta sẽ không làm như thế, nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của sữa. Nguyên tắc tiếp theo đó là chúng ta sẽ dựa vào cái nhiệt độ của tủ lạnh để tính toán cái thời gian bảo quản sữa. Với cái tủ lạnh một cánh, cái nhiệt độ của ngăn đá nó là âm 15 độ. Khoảng âm 15 độ thì chúng ta sẽ bảo quản sữa được 2 tuần. Cái nhiệt độ cái tủ lạnh hai cánh, cái nhiệt độ ở tủ đông đá được âm 18 độ thì chúng ta sẽ bảo quản sữa được tới 3 tháng. Còn nếu trường hợp bạn có cái tủ cấp đông riêng biệt dùng để cấp đông sữa, cái nhiệt độ của tủ này nó xuống tới âm 20 độ thì chúng ta có thể bảo quản sữa được từ 6 đến 12 tháng. Những cái tủ mà dùng để trữ sữa cho bé, các bạn cần chú ý đó là chúng ta nên sử dụng cái ngăn riêng, cả một cái ngăn đấy riêng, kể cả cái việc mà để trong cái hộp, trong một cái tủ chúng ta bỏ thêm các cái loại thức ăn khác thì nó cũng không an toàn cho sữa mẹ. Tức là khi trữ sữa chúng ta cần phải sử dụng một cái tủ lạnh riêng, nguyên một cái ngăn đông đá đấy là để sự dự trữ sữa mẹ thôi thì nó mới đủ đảm bảo an toàn. Càng để lâu thì cái phản ứng xà phòng hóa của sữa càng mạnh. Nên là khi mà cái sữa bạn trữ đông càng lâu, khi mà lấy ra dạ đông hâm nóng lại cho bé sử dụng thì các bạn thấy là nó sẽ càng có nhiều cái mùi xà phòng hơn. Nhưng mà cái điều này nó là bình thường, nó không phải thể hiện là sữa bị hỏng, nên các bạn có thể yên tâm. Thì chúng ta chỉ có thể áp dụng một số cái biện pháp để làm giảm cái mùi xà phòng này đi hơn thôi. Cái việc giã đông sữa thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ không giã đông bằng lò vi sóng. Đấy, cách tốt nhất để giã đông đó là chúng ta có thể cho xuống ngăn mát tủ lạnh từ hôm trước, hoặc là chúng ta sẽ giã đông trực tiếp bằng nước ấm, nước nóng. Khi mà cho sữa xuống ngăn mát tủ lạnh từ hôm trước thì chúng ta có thể sử dụng cái sữa này, cái sữa giã đông bằng cách này. Chúng ta có thể sử dụng trong 24 giờ, tức là trong một ngày hôm sau chúng ta có thể sử dụng cái sữa này. Khi mà bạn lấy một cái cữ sữa ra cho bé sử dụng, nếu bé bé mà sử dụng một trong một lần không hết thì cái sữa này, ví dụ một túi sữa khoảng 200 ml mà một lần này bé chỉ sử dụng hết 100 ml thì cái 100 ml còn lại ở trong cái túi trữ đông sẵn đấy để trong ngăn mát tủ lạnh, các bạn có thể bảo quản tiếp được khoảng 4 giờ. Nếu sau 4 giờ các bạn không dùng tiếp thì chúng ta phải bỏ đi. Còn 100 ml sữa mà bạn đã đưa vào trong cái bình bú sữa của trẻ, nếu trẻ bú không hết thì chúng ta sẽ bỏ đi, chúng ta không bỏ quay lại trong ngăn mát tủ lạnh. Trường hợp thứ hai đó là các bạn giã đông bằng bằng cái phương pháp đó là sử dụng nước ấm. Thì ví dụ cái túi sữa 200 ml này thì sau khi giã đông các bạn chỉ cho bé uống hết 100 ml chẳng hạn, thì cái 100 ml còn lại kia các bạn cũng phải bỏ đi mà không được bảo quản, tức là chúng ta sẽ không được mang ngược lại trong ngăn mát tủ lạnh. Đấy, vậy vì thế nên các bạn sẽ dựa vào cái tình trạng của cái túi sữa mà bạn trữ đông này và cái lượng sữa mà bé nhà mình bú để tính toán làm sao cho nó phù hợp cái phương pháp trữ đông nào để áp dụng để vừa sử dụng hiệu quả cho bé mà chúng ta tiết kiệm được cái lượng sữa mà mình đã vất vả trữ đông. Cái trường hợp thứ hai đó là chúng ta chỉ vắt hút sữa để sử dụng trong ngày thôi. Tức là khi mà những bà mẹ mà chúng ta vắt sữa hút sữa để cho trẻ bú bằng bình nhé, hoặc là những bà mẹ mà chúng ta đi làm không có thời gian ban ngày ở nhà cho bé bú, chúng ta sẽ hút sữa ở các cữ và để lại sẵn cho bé sử dụng trong ngày. Nên các bạn chú ý đó là ở cái nhiệt độ phòng nhỏ hơn 26 độ thì sữa mẹ hút ra có thể bảo quản được từ 6 đến 8 tiếng. Với cái nhiệt độ mà trên 26 độ thì chúng ta bảo quản được nhất lâu nhất là 4 tiếng.
Ở nước ta thì khí hậu thường xuyên là nóng ẩm, thì cái thời gian mà bảo quản được sữa tốt nhất thì trung bình là từ 2 đến 4 giờ thôi, nếu mà nhiệt độ phòng bình thường. Còn nếu mà chúng ta bảo quản được ở tủ lạnh, ngăn mát tủ lạnh thì thời gian nó sẽ lâu hơn, và lâu nhất là sẽ được 3 ngày. Các bạn cũng chú ý là chúng ta sẽ nên chia sữa theo những cái cữ cữ nhất định để bảo quản. Chúng ta không nên dồn cả vào một cái chai hay hay là một cái bình lớn đấy. Như mình đã nói với các bạn, đó là cái thao tác mở ra mở vào của cái bình, mà sang chiết từ cái bình này sang cái bình kia, nó làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Nên tốt nhất là chúng ta sẽ chữ vào từng túi hay là từng cái bình, chữ không theo cái cữ sữa bú nhất định của trẻ, để chúng ta không phải sang chiết từ cái bình này sang bình kia. Thứ hai là cũng giống như các cái trường hợp khác, đó là khi mà sữa chúng ta đã đổ vào bình sữa cho bé bú rồi thì bé bú thừa chúng ta sẽ bỏ đi ngay, chứ chúng ta không mang quay để lại tủ lạnh, hay là sẽ đổ lẫn thêm cái lượng sữa khác vào, nó làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn cho cái dòng sữa. Như vậy tóm lại là các bạn cần nhớ các cái nguyên tắc sau trong cái việc bảo quản và sử dụng sữa mẹ cho trẻ. Đó là nguyên tắc đầu tiên, đó là chúng ta phải giữ vệ sinh. Nguyên tắc này vô cùng quan trọng mà các bạn phải đảm bảo tuân theo, nếu không thì việc sử dụng cái sữa đông nó còn tiềm ẩn nguy cơ gây ra tình trạng tiêu chảy cho trẻ nếu bạn không làm tốt thao tác vệ sinh. Thứ hai đó là sữa đã đông rồi và cái sữa mới chúng ta sẽ không trộn lẫn vào với nhau, để làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của sữa. Nguyên tắc thứ ba đó là sữa của mỗi cữ bú của trẻ mà dư thì chúng ta sẽ bỏ đi luôn, không bỏ quay lại tủ lạnh, cũng không cấp đông lại, mà cũng không sử dụng cho cữ sữa sau. Đã đưa vào trong cái bình sữa bú của trẻ thì dư là chúng ta sẽ bỏ đi. Nguyên tắc thứ ba đó là chúng ta sẽ không giã đông bằng lò vi sóng. Và nguyên tắc thứ tư nguyên tắc cuối cùng, nguyên tắc thứ năm đó là từng cái tủ lạnh nó sẽ có cái thời gian bảo quản sữa khác nhau, các bạn dựa vào đó để bảo quản sữa cho con em mình. Tủ lạnh mà nhiệt độ âm 15 độ thì chúng ta sẽ bảo quản được sữa trong 2 tuần, tủ lạnh âm 18 độ thì chúng ta sẽ bảo quản được đến 3 tháng. Cái tủ đông, tủ cấp đông riêng mà nhiệt độ âm 20 độ thì chúng ta sẽ bảo quản sữa được trong thời gian từ 6 đến 12 tháng. Các cái bịch sữa chúng ta chữ đông các bạn nhớ phải ghi rõ ngày tháng đấy, để chúng ta có thể theo dõi và kiểm tra cái thời hạn sử dụng sữa của bé, không sử dụng cái sữa quá thời hạn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.